Báo cáo nguồn gốc COVID-19 có thể được công bố vào tuần tới. Hôm 23 tháng 8, Nhà Trắng cho biết nhiều khả năng đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 có thể được công bố ngay trong tuần tới. Tôi có thể nói rằng thường mất vài ngày để công bố báo cáo, Tổng thống sẽ được thông báo trước về bất kỳ phát hiện nào, đó là một dạng báo cáo chưa được phân loại, phải xài mật. Tôi không thể đánh giá điều đó vào thời điểm này, ngày mai là thời hạn 90 ngày. Thư kỳ báo chí Nhà Trắng Jen Sparky cho biết, đề cập đến thời hạn của cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu các cơ quan tình báo nước này đưa ra báo cáo đánh giá lại các nguồn gốc gây ra đại dịch COVID-19 và xác định xem liệu dịch bệnh này có rõ gì từ phòng thí nghiệm hay lây nhiễm từ động vật sang con người. Khi được hỏi liệu báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ sẽ được phát hành đầy đủ hay liệu báo cáo đó sẽ được đính chính, thư kỳ báo chí Nhà Trắng James Parkin nói Chúng tôi chắc chắn sẽ cho tất cả các bạn biết hết kết quả. Tại thời điểm này, chúng tôi không biết chắc chắn về định dạng của báo cáo. Sau khi kết thúc điều tra giai đoạn 1, tổng giám đốc WHO đã kết luận, nhóm chuyên gia của WHO vẫn chưa tiếp cận đầy đủ phòng thí nghiệm virus học của Vũ Hán. Báo cáo hồi tháng 3 từ nhóm điều tra của WHO không đưa ra kết luận chắc chắn. Họ cho biết rằng virus lây nhiễm từ rơi sang người thông qua động vật trung gian là kịch bản có thể xảy ra nhất, trong khi dò gì từ các phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán là cực kỳ khó xảy ra. WHO đã đề xuất giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc gây ra đại dịch, tiếp cận đầy đủ dữ liệu thô về các ca bệnh ban đầu. Tuy nhiên, Trung Quốc lại bác bỏ lời kêu gọi mới của WHO cho rằng điều này không cần thiết. Hồi tháng 3, cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã tin virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 thoát ra khỏi phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc và cho rằng loại virus này không phát triển từ tự nhiên.